Xin chào tất cả các bạn, mình là Easy Sử. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Từ đầu thế kỷ 20, dưới ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, chứng kiến nền độc lập của dân tộc bị xâm phạm, cảnh nhân dân ta một cổ hai tròng, chịu nhiều lầm than, cực khổ. Đã có rất nhiều phong trào yêu nước của các văn thân sĩ phu yêu nước nổ ra, như phong trào Cần Vương, cuộc khởi nghĩa của Nghĩa quân Yên Thế, phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh, phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của Phan Bộ Châu, nhưng tất cả đều thất bại. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ và kính trọng lòng yêu nước, dũng cảm, kiên cường của các bậc tiền bối. Nhưng với tấm lòng yêu nước sâu sắc, sự trăn trở về vận mệnh dân tộc, bằng sự hiểu biết của bản thân, Nguyễn Tất Thành sớm nhận ra con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc, mà cần thiết phải có một con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử. Phải ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước độc lập phát triển như thế nào để trở về giúp đồng bào ta, đất nước ta thoát khỏi cảnh áp bức, nô lệ. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral La Tour de Treville, bắt đầu cuộc hành trình tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Với tên mới Văn Ba làm phụ bếp trên tàu, Nguyễn Tất Thành ra đi trong tư cách của một người lao động, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, với mong muốn được sang các nước phương Tây học hỏi những thứ văn minh mà họ vẫn giao giảng ở xứ thuộc địa. Vượt qua muôn vàn gian khổ và làm rất nhiều nghề để kiếm sống, với quyết tâm cháy bỏng, tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu. Con tàu lần lượt đến Singapore, băng qua eo biển Malacca, rồi Ấn Độ, tiếp tục đi đến vùng đất sừng châu Phi, vào Biển Đỏ, vào Địa Trung Hải và cập cảng Marseille, Pháp vào ngày 6 tháng 7 năm 1911. Con tàu ở lại Pháp một thời gian, rồi tiếp tục hành trình đi châu Mỹ. Con tàu qua bờ Tây châu Phi, nơi tập trung nhiều thuộc địa của Pháp. Tại đây có thời gian dừng chân dài, nên chàng thanh niên Văn Ba có điều kiện tiếp xúc với cư dân bản địa. Anh thấy người dân nơi đây chung cảnh ngộ với đồng bào quê hương của mình. Rời châu Phi, vượt biển xuôi theo phía Nam, qua mũi Hảo Vọng, men theo bờ Đông châu Mỹ, lần lượt viếng thăm Argentina, Uruguay, Paraguay, Brazil và cuối cùng đến Mỹ vào đầu tháng 12 năm 1912. Rời New York, tàu cập cảng tại Boston và quay về La Hay. Vào đầu năm 1913, Nguyễn Tất Thành qua Anh và ở đây trong 4 năm. Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, sống và hoạt động ở đây cho đến năm 1923. Cách mạng tháng 10 Nga thành công đã có ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm và nhận thức của Nguyễn Tất Thành khi lần đầu được đọc luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra đường lối cứu nước. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Ngày 18 tháng 6 năm 1919, với tên Nguyễn Ái Quốc, chàng thanh niên thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi bản yêu sách tới hội nghị Versailles yêu cầu về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng dân tộc cho nhân dân An Nam. Tuy bản yêu sách không được chấp nhận, nhưng đã được lan truyền rộng rãi, gây tiếng vang lớn trong dư luận nước Pháp, thức tỉnh tinh thần đấu tranh của các nước thuộc địa. Đồng thời cũng đem lại cho Nguyễn Ái Quốc một nhận thức là các dân tộc muốn được giải phóng chỉ có thể dựa vào sức của chính mình. Tháng 7 năm 1920, sau khi đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin đăng trên báo L'Humanité, báo nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Luận cương đã giải đáp cho Nguyễn Ái Quốc những băn khoăn về con đường giành độc lập, tự do cho dân tộc. Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên, ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo. Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết với chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta. Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo quốc tế ba. Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham dự đại hội tour. Tại đây, người đã đứng về đa số đại biểu bỏ phiếu tán thành gia nhập quốc tế Cộng sản và cùng tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng các nhà yêu nước của các nước thuộc địa của Pháp thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. Tháng 4 năm 1922, ra mắt tờ báo Người cùng khổ. Đặc biệt, người đã xuất bản cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp. Tất cả nhằm tố cáo tội ác của thực dân, tuyên truyền đấu tranh cách mạng. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô, dự hội nghị quốc tế nông dân và được bầu vào ban chấp hành và là ủy viên của đoàn chủ tịch. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc. Tại đây, người bắt đầu xây dựng những nhân tố bảo đảm cho cách mạng Việt Nam. Với tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp và Đường cách mệnh, đặc biệt việc xuất bản tờ báo Thanh niên sang ngày 21 tháng 6 năm 1925, người đã chuẩn bị về đường lối chính trị để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong thời gian này, người cũng tập trung cho việc chuẩn bị về tổ chức và cán bộ thông qua việc lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ và gửi đi học ở Liên Xô. Từ tháng 7 năm 1928 đến tháng 11 năm 1929, người sang Xiêm, Thái Lan hoạt động với bí danh Thầu Chín. Khi điều kiện thành lập đảng đã chín muồi, ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ vắn tắt và lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và đồng bào bị áp bức bóc lột. Hội nghị của Đảng tháng 10 năm 1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cao trào cách mạng năm 1930 đến năm 1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8 năm 1945. Vào tháng 6 năm 1931, dưới tên là Tống Văn Sơ, Bác bị bắt giam tại Hồng Kông. Ngày 28 tháng 12 năm 1932, người được thả tự do. Mùa xuân năm 1933, người được trả tự do và quay trở lại Liên Xô. Năm 1934, tại Moscow, với bí danh Lin, Bác theo học tại trường quốc tế Lenin. Từ năm 1935 đến năm 1938, Bác bị buộc ở lại Liên Xô để thẩm định. Cuối năm 1938, trở lại Trung Quốc với vai trò thiếu tá bát lộ quân Hồ Quang. Bác công tác tại Quế Lâm, sau đó đến Quý Dương, rồi Côn Minh. Tiếp đến Diên An từ mùa đông năm 1938 đến đầu năm 1939. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, tức là mùng 2 Tết Tân Tị, người đã vượt qua cột mốc 108 trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc tại làng Bác Bó, Cao Bằng, trong vai một ông già với bí danh Già Thu, trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Tháng 5 năm 1941, người chủ trì Hội nghị Trung ương 8, khóa 1 của Đảng ở Khuổi Nậm, Bác Bó. Mặt trận Việt Minh ra đời giữa lúc nhân dân Việt Nam đang diên xiết trong cảnh một cổ hai tròng. Vận mệnh dân tộc đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Tháng 8 năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược, sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tường Giới Thạch bắt giam 13 tháng trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây. Trong thời gian ấy, người đã viết tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, tức Nhật Ký Trong Tù. Tháng 9 năm 1943, người được trả tự do. Tháng 9 năm 1944, người trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh rời Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang. Tại đây, chính phủ lâm thời ra đời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Tháng 8 năm 1945, Việt Minh kêu gọi phá kho thóc, giải quyết nạn đói. Hàng chục ngàn người đã đồng lòng đứng lên khởi nghĩa chống lại đế quốc Nhật Bản và buộc Bảo Đại phải thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến ở nước ta. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay mặt chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với dã tâm biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, đế quốc Mỹ dựng lên chính quyền tay sai, hòng chia cắt lâu dài đất nước ta. Nhưng với một chân lý, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, theo ngọn cờ kháng chiến kiến quốc, quân và nhân dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào năm 1954, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!